chào anh em, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục review đồng hồ của Watch Việt Nam. Trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng và trên tay một cái chiếc đồng hồ nữ đến từ nhãn hiệu đồng hồ Piaget. Thì như video các bạn đã thấy được, đây là một cái chiếc đồng hồ nó được ship từ bên thị trường châu Âu về. Cái chiếc này thì nó là một dạng hàng tồn kho các bạn nhé, mới nguyên keng 100%. Đấy, cái dòng sản phẩm này thì được sản xuất từ năm 2000, đấy, cho nên là các bạn thấy được cái bộ hộp của nó do để ở trong kho lưu trữ nó quá lâu rồi, đấy, loanh quanh nó gần là hơn 20 năm rồi, cho nên là cái bộ hộp đã bị xuống cấp, nên là một cái bộ hộp da rất là cao cấp và rất đẹp. Tuy nhiên là do nó đã rất là bụi, cho nên là mình phải lấy cái chiếc đồng hồ này ra và lau trước cho các bạn. Đây, bộ hộp của nó là như thế này, các cái khớp của nó cơ học được làm từ thép mạ vàng rất là đẹp, tuy nhiên là nó đã xuống cấp rồi, cho nên là mình đã phải lấy cái chiếc đồng hồ này ra. Các bạn có thể thấy được là chúng ta có dòng chữ Collection 2000 và kèm theo đó là một cái bộ hộp đã bị xuống cấp rất là nhiều. Đây là một cái dòng sản phẩm nó giống kiểu nó bị cái phần da ấy là nó đã bị mụt. Một dạng hàng tồn kho theo đúng nghĩa đen. Đây, quan điểm của mình là những cái chiếc nào mà nó có tình trạng như là chúng ta cũng phải nói rõ với nhau. Rồi mình sẽ để cái phần bộ hộp này sang bên ngoài. Đây là một cái chiếc đồng hồ nhân vật chính của chúng ta, là một cái chiếc đồng hồ nữ được làm từ vàng nguyên khối toàn thân mới 100% các bạn nhé. Đấy, các bạn nào mà tìm hiểu về cái dòng sản phẩm của nhãn hiệu đồng hồ Piaget thì các bạn cũng biết rồi, đây là một cái nhãn hiệu đồng hồ rất nổi tiếng trên thế giới, chuyên sản xuất những cái chiếc đồng hồ có giá thành rất là cao, từ phân khúc cao cấp tầm cao đến siêu cấp, có những cái chiếc vài tỷ đến vài chục tỷ nó cũng có. Cái dòng sản phẩm của chúng ta thì có cái size mặt nó rất là bé, do đây là một chiếc đồng hồ dành cho nữ có size mặt khoảng tầm 30mm. Đó, và các bạn thấy được là phong cách thiết kế của nó thì nó rất là đơn giản thôi. Các bạn thấy được là từ phần thân trên cho đến xuyên suốt cái bộ dây này nó được làm một cách rất là liền lạc và được làm toàn bộ từ vàng nguyên khối 18K. Ở phần niềng của cái chiếc đồng hồ này các bạn thấy là chúng ta sẽ có đính những cái viên kim cương. Đây là kim cương thiên nhiên zin các bạn nhé. Nó được đính theo cái chiếc đồng hồ này. Ở phần mặt bên trong chúng ta sẽ có một cái phần mặt số được tráng men có màu trắng. Ở phần phía trước thì chúng ta có một lớp kính sapphire. Thì cái phần lớp trắng men này nó giúp cho chúng ta có cái mặt số đồng hồ nó đẹp hơn. Toàn bộ tất cả cọc số cũng như chỉ số trên cái chiếc đồng hồ này thì đều là dạng cọc số nổi có màu vàng. Thì các bạn thấy được đây là cái chiếc đồng hồ của chúng ta, nó không có phần kim giây và chỉ có kim giờ và kim phút thôi. Và nó chạy cơ chế máy là máy quát, là một cái dòng máy thạch anh lắp pin. Nó đơn giản về mặt tính năng vì đa số dòng sản phẩm dành cho nữ ấy, thì họ thường thường sẽ lắp máy pin cao cấp của Thụy Sĩ để cho cái chiếc đồng hồ của chúng ta nó ổn định về cái mặt hiệu năng, và kèm theo đó là phụ chị em của nữ thì đa số là chúng ta không quá để tâm đến cái phần kết cấu bên trong, mà chủ yếu là chúng ta quan tâm đến kiểu dáng bên ngoài là chủ yếu. Và chúng ta có núm điều chỉnh giờ nguyên zin của hãng Piaget có chữ P ở đây. Cái bộ dây của nó rất là đẹp các bạn nhé, cái bộ dây này được đánh phay xước theo chiều ngang kết hợp với làm bóng, thực ra làm rất là chỉn chu, và kèm theo đó chúng ta có một cái bộ khóa bấm hai bên để các bạn muốn bấm vào thì nó sẽ như thế này đó. Và khi các bạn muốn kéo ra thì chúng ta chỉ cần kéo giật ra như thế này thôi. Đây là chiếc đồng hồ mới 100% nên nó rất là chắc. Đấy, các bạn thấy được là chúng ta sẽ có dòng chữ Piaget ở trên củ khóa và kèm theo đó nữa là ký hiệu 750 vàng 18K. Ở phần nắp đáy phía sau của cái chiếc đồng hồ này thì các bạn thấy được là chúng ta có dòng chữ Piaget Mécanique 18K, kèm theo đó là các cái ký hiệu vàng rất là bé đóng ở đây. Đấy, cái phần nắp sau của cái bộ dây này thì các bạn thấy được là có rất nhiều cái ốc vít và cái phần đánh bóng của nó cũng rất là đẹp. Cái chiếc này thì ở trong hãng nếu mà các bạn vào các bạn mua với một cái chiếc full vàng như thế này thì giá nó rất là cao, chắc chắn là nó phải tầm 300-400 triệu đồng cho một cái nhãn hiệu đồng hồ như là Piaget. Đối với cái dòng sản phẩm này thì cái phần phân khúc đẳng cấp thì nó sẽ cao hơn Omega và thậm chí là cả Rolex. Đấy, cho nên là cái giá của những cái chiếc đồng hồ của họ cũng rất là cao. Tuy nhiên là ở mình thì cái chiếc này thì giá dạng hàng tồn kho mới 100%. Thì tuy nhiên là cái hộp nó đã xuống cấp rồi cho nên cái giá cũng rất là tốt. Và cái giá dành cho các bạn muốn mua cái chiếc đồng hồ này thì nó sẽ có giá là 135 triệu, một cái mức giá nó rất là tốt dành cho một chiếc đồng hồ nữ mới 100% full vàng 18K và đến từ một nhãn hiệu xa xỉ phẩm như Piaget. Cái chiếc này mình sẽ thử ướm lên tay cho các bạn xem. Cổ tay thì mình là nam giới nhưng tin là mình cũng sẽ ướm lên cho các bạn thử xem cái hình dung khi mà nó lên tay nó sẽ như thế nào. Thì các bạn thấy được nó lên tay sẽ như thế này, rất quyền lực và đẹp dành cho chị em phụ nữ.
Chị em nào mà muốn mua chiếc đồng hồ này thì các bạn có thể liên hệ với mình bên cái số điện thoại để ở bên dưới phần mô tả video nhé. Rất là nặng vàng, rất là đẹp. Rồi, video sẽ chấm dứt ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video clip lần sau. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video clip mới nhất nhé.